Alo, Hiền à? Anh Tiến ơi. Anh Tiến 21 cm thì anh Tiến nào? Thế sao thời gian dạo này kiểu gì mà clip để bọn nó đưa hết lên mạng đấy? À, rồi. Thế cũng thương nhỉ. Nhưng mà thôi, anh biết cái video này thì là mọi người truyền tay nhau cũng nhiều rồi, chắc cũng khoảng tầm là 3 phần 4 dân số thôi. Thế bây giờ anh bảo như này, không có gì phải buồn em ạ, bởi vì là những cái thằng con trai, những người mà xem clip của em ấy chia ra làm hai trường phái. Một là con trai, anh nói thẳng luôn ý, những cái thằng con trai mà xem clip của em ấy không một ai chê cả, anh thề luôn, trong đầu thằng nào cũng có một cái suy nghĩ là ngon thế, nay mà được chén thế thì ngon đấy, nói thật luôn. Một nửa là người xem clip ủng hộ em rồi, còn một nửa tiếp theo là người ta là những người con gái. Người là con gái thì người ta gọi là cái đức đức hạnh đi, gọi là cái thuần phong mỹ tục đi, nôm na cái những bản tính đẹp của người con gái thì người ta bảo ôi nhìn con này như cái điếu cày ủy ban, ôi con này như kiểu là cái nhà vệ sinh công cộng ấy đó. Nhưng thực chất anh nói thật luôn là có nhiều bạn vào cứ chê bai em như này thì dẫn đến là cái người mà cầm clip mà tại không đăng lên để cho người bọn con trai của anh xem thì bọn anh rất là buồn. Thì anh bảo em thì là trên tinh thần anh là khách quan và trung thực nhất, thì anh nghĩ rằng những cái người con gái vào mà chê em ấy là những người ta ghen ăn tức ở với em thôi, chứ anh nói thật với con gái đứa đéo là chả thế. Thật bây giờ cái thằng nào mở mồm thoát vì đang có người yêu đi, tình yêu đẹp đi, đang có chồng luôn đi, bây giờ mà thì đừng có nói chú đến 60, thậm chí là chú đến 70, 75 tuổi luôn nhá. Và này em ơi, em thôi bỏ chồng đi, qua đây ở với anh cho 5 tỷ này. Anh nói thật, nói thì 5 tỷ 500 triệu khi đôn đắn luôn ý. Còn em nói chung là cái giá của em anh thấy là hợp lý rồi, 63 tiền tiêu thoải mái. Thôi nói chung là có cuộc sống thì đều là kinh doanh thôi, thì mình gọi là lấy lỗ làm lãi chứ chẳng sao cả. Chứ anh nói thật, nó đầy người ấy, như ở phố thổ chỗ anh ấy, hoặc là mấy cái chỗ Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng các thứ, anh thật luôn với em cũng 500 một triệu luôn bao phòng ấy. Như như em thì thật, anh thật luôn, có nhiều con ca sĩ người mẫu ấy, mà nó mấy nghìn đô ấy, 10.000 đô, 20.000 đô, nhưng sao em bực con cháu em đạt level cao hơn đấy, tự hào của em rồi. Chứ thật những đứa mà cứ hay mà vào comment rồi nói em này nói em kia, chắc gì nó được 500. Anh thật luôn đấy, em nói luôn mà. Thế chúng mày thử đi kinh doanh lấy lỗ làm lãi cho tao xem, chúng mày 500 không, tao gờ số 3 này vỗ ngực luôn, tao gờ số 3 này à, tao đi đánh gôn này đó này, nó một mình mày có giải quyết được hai thằng không, tao cân đôi luôn ý, không phải sợ. Anh nói thật em, quan điểm thằng đàn ông đéo là xem clip của em giả sử không phải ngại. Rồi rồi, ok em nhá. Còn clip nào úp nốt đi nhá, anh xem nốt. Ok anh.